Những hình ảnh mới nhất do máy bay không người lái ghi lại cho thấy, những dòng dung nham nóng vẫn đang chảy ra từ núi lửa Cumbre Vieja ở La Palma, Tây Ban Nha. Núi lửa phun trào từ ngày 19 tháng 9 và cho tới nay chưa có dấu hiệu dừng lại. Những dòng dung nham khổng lồ đã tràn ra hơn 742 hectare đất đai, phá hủy gần 2.000 ngôi nhà ở La Palma. Khoảng 7.000 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hãng hàng không Binter, hàng không địa phương, đã phải hủy tất cả các chuyến bay đến đảo cho tới 1 giờ chiều ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương, do tro bụi từ núi lửa gây ảnh hưởng đến an toàn bay. Đơn vị điều hành sân bay Aena cho biết, 22 trên tổng số 38 chuyến bay đến đảo đã bị hủy, nhưng sân bay vẫn mở cửa. Núi lửa Cumbre Vieja bắt đầu phun trào từ ngày 19 tháng 9 và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.